Ngày hôm qua chúng tôi được các bạn Việt Kiều ở New Zealand tiễn ở khách sạn đã thấy rất cảm động rồi. Về đến sân bay Nội Bài, chúng tôi rất ngạc nhiên và cảm động khi có rất đông khán giả và truyền thông đã ra đón mình. Thực sự là hết sự cảm động này đến cảm động khác. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả tình cảm của người hâm mộ đã dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nghẹn ngào chia sẻ sau khi về tới Việt Nam. Chuyến bay của đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh lúc 11 giờ 25 ngày 3 tháng 8. Sau hơn 40 phút làm thủ tục và nhận hành lý, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bước ra dưới sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ, ảnh, ban quản lý. Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như đã rơi nước mắt vì xúc động. Cô bày tỏ, thực sự tôi và toàn đội đã có một trải nghiệm quý giá và cảm thấy hãnh diện khi được góp mặt tại World Cup. Chúng tôi quyết tâm ghi được bàn thắng để dành tặng cho người hâm mộ, cũng đã nỗ lực để làm điều đó nhưng tiếc rằng chưa thực hiện được. Khi về đến sân bay, chứng kiến sự chào đón của người hâm mộ, thực sự tôi rất hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng mình chưa có được bàn thắng để dành tặng cho khán giả. Thực sự khi bước ra, tôi không nghĩ mọi người lại chào đón đông đến như vậy. Chúng tôi cảm thấy rất ấm áp. Toàn đội sẽ cố gắng tập luyện, hướng tới những giải đấu tiếp theo. Hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thể trở lại đấu trường World Cup, và khi đó giấc mơ của Như và tất cả mọi người sẽ trở thành sự thật. Huỳnh Như không kìm được nước mắt khi nói về tình cảm của người hâm mộ. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam cũng gây ấn tượng khi rạng rỡ trở về với chiếc nón lá truyền thống. Ảnh, ban quản lý. Nói về trải nghiệm trong lần đầu tham dự World Cup, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.